Sáng ngày 26 tháng 8, các phường xã của thành phố Biên Hòa đã đồng loạt tổ chức lễ ra quân, chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy, truyền thông phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika, vòng 2 năm 2024. Ghi nhận tại phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, chiến dịch diệt lăng quăng và truyền thông phòng chống bệnh sốt xuất huyết vòng 2 được tổ chức tại trường tiểu học Tân Tiến nhằm huy động và nâng cao công tác phòng chống dịch đến toàn thể giáo viên và các em học sinh. Riêng đối với cái vòng 2 đợt này á, thì thực hiện theo cái kế hoạch của Trung tâm Y tế thành phố thì chúng tôi cũng đã là tổ chức cái buổi truyền thông ra quân phòng chống sốt xuất huyết và diệt lăng quăng bọ gậy là xuống triển khai tại ở trường tiểu học Tân Tiến. Thì tôi nghĩ đây cũng là những cái mô hình là để chúng ta mở rộng ra cho những cái đối tượng ở ngoài cộng đồng. Vì đây nó là cái y tế cộng đồng mà, thì chúng ta mở rộng cái đối tượng để hiểu biết thêm về cái cách phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Trạm y tế phường Tân Tiến cũng đã phối hợp với nhà trường để tổ chức một cái buổi ra quân tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, mang lại rất là nhiều cái ý nghĩa cho các em học sinh. Thứ nhất là đối với đội ngũ cán bộ công nhân viên của nhà trường, giáo viên, thì để các cô có thể là hiểu biết thêm về những cái kiến thức để góp phần trong cái công tác tuyên truyền phối hợp tích hợp trong giảng dạy của các em. Và các em học sinh thì cũng rất là phấn khởi nắm được những cái kiến thức rất là bổ ích để các em có thể là vận dụng trong cái công tác sinh hoạt tại trường, rồi về nhà tuyên truyền ở nhà trường để có thể là bảo vệ môi trường, rồi các biện pháp là diệt lăng quăng cũng như là các công tác phòng chống để tránh bị muỗi đốt. Theo trưởng trạm y tế phường Tân Tiến, sau khi triển khai lễ ra quân chiến dịch diệt lăng quăng tại trường học, trạm sẽ phối hợp với các khu phố đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, loại bỏ các dụng cụ chứa nước đọng, vận động người dân diệt muỗi, diệt lăng quăng tại hộ gia đình. Thống kê từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố Biên Hòa ghi nhận 293 trường hợp mắc sốt xuất huyết, giảm so với cùng kỳ năm 2023. Riêng phường Tân Tiến ghi nhận 5 trường hợp và là một trong những phường có số ca mắc thấp nhất trên địa bàn thành phố.